chào thầy và anh chị trong group 300 người thì rất là vui, rất là hân hạnh khi được làm quen với anh chị. Thì em là Trần Thành đến từ Huế, là một trong những sinh viên của ngành báo chí. Và sau đây thì cho em phép, xin phép được chia sẻ một chút ít về cái quá trình mà mình làm YouTube. Thì em bắt đầu làm YouTube từ năm 2016 đến hiện tại thì cũng được 2 năm. Nhưng mà những cái thành quả đạt được từ YouTube và cả MMO nữa thì chưa được nhiều. Vì thứ nhất là do mình chưa đủ khả năng, chưa đủ kiến thức và chưa đủ tư duy để có thể làm được những cái nội dung hay và làm được những cái gọi là những cái mà gọi là để kiếm tiền phù hợp. Vì vậy thì hôm nay được tham gia group, được gặp anh chị, được gặp thầy là một trong những cái niềm vui, là một trong những cái gọi là cơ hội để mình có thể reset, để mình có thể mình làm lại để nó kiến thức là chuẩn hơn và dễ thành công hơn. Thì cũng là một người sinh viên báo chí thì mong muốn là của em đang là làm sao để dựng lên được những cái video nó hay, chứ không phải là làm những cái video mà nó sẽ trâu. Đó thì em cũng mong rằng là mình sẽ học được những cái kiến thức làm MMO từ quý anh chị và thầy, cùng với đó là những cái tư duy để có thể phát triển bản thân, để có thể đi vào bên trong nội tâm của mình, tìm hiểu những cái tiềm năng của bản thân mình. Cùng với đó thì em cũng khá là thích khám phá những cái địa điểm du lịch và những cái địa điểm ở Huế, cũng thích đi chơi đâu đó, tại vì tuổi 20 mà.